Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2018, những người bán hàng ở khu vực ngã tư đường Chu Huy Mân, Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi tìm nguyên nhân, thì hốt hoảng khi phát hiện một thi thể trong bụi cây đang trong tình trạng phân hủy. Người dân báo cơ quan công an, sau đó công an quận Sơn Trà đã đến phong tỏa hiện trường, xác minh sự việc, xác định người này là Lê Văn Hoàng, 30 tuổi, ở đường Nguyễn Điềm Lô, phường Nại Hiên Đông. Được biết, anh Hoàng là lao động phổ thông, đã chia tay vợ và đang nuôi hai con nhỏ. Trước khi mất tích 10 ngày qua, anh vừa trở về từ bệnh viện do bị tai nạn xe máy. Hiện công an quận Sơn Trà đang điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.